Xin chào anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con hút ẩm Mitsu mắt niếc. Đây là một con hút ẩm mình tuyển chọn về cực kỳ là đẹp anh em nhé. Anh em ngắm này, toàn bộ con hút ẩm của mình, hút ẩm Mitsu mắt niếc đẹp xuất sắc. Nó có tay xách nhá anh em nhé, và có bánh xe, anh em di chuyển rất dễ dàng. Con này hút ẩm cực kỳ là khỏe. Nó là dung tích là 10 lít anh em nhé, 300W, điện 100V, hàng nội địa của Nhật anh em nhé. Đây là toàn bộ mặt đằng trước này Mitsu, và đây là nó có cái cửa này đảo gió, có đảo gió, và đây là toàn bộ thông số hiển thị, rất dễ sử dụng anh em ạ. Đây là tay xách này, đẹp xuất sắc luôn. Và đây là nó có một cái bình thủy. Cái bình thủy của này của nó còn cực kỳ là đẹp anh em nhé. Khi nào nó hút đầy thì nó ngắt máy. Anh em móc tay vào đây và cầm cái chậu nước này, cầm cái bình thủy này đổ đi. Xong anh em lại đóng chặt nó vào là nó lại tự hút anh em nhé. Đấy. Đây là mặt bên sườn này. Và quay sang đây là mặt hậu này anh em này. Đây là hậu của nó nha anh em nhá. Tuyển chọn được một con là rất là đẹp. Và đây là anh em xem cái lọc gió của nó này, còn rất đẹp. Anh em nào yêu con hút ẩm này thì Mitsu mắt niếc này thì alo cho mình, giá mình đang bán là 4 triệu anh em nhá. Và đây là dây nguồn, điện 100V. Đấy là toàn bộ xung quanh con hút ẩm Mitsu mắt niếc. Máy hút cực kỳ là êm ái anh em nhé, khỏe và êm ái. Anh em có thể sử dụng cho căn phòng là tầm 35-30 m², 25-30-35 m² là quá ok. Cái thời tiết của miền Bắc mình là đang trong cái tình trạng là mưa dầm gió bốc, lồm ẩm ướt rất là khó chịu. Anh em nên trang bị về nhà cho mình một con hút ẩm, mà không phải con hút ẩm nào cũng đẹp xuất sắc như này đâu nha anh em nhé. Đây là một con tuyển chọn đẹp xuất sắc đấy. Giá mình đang bán là 4 triệu. Anh em nhanh tay sở hữu nhá. Xin chào tạm biệt anh em.